Số 278, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 23, phẩm 22, 10 địa, phần 1. Bây giờ, Đức Thế Tôn ở trên Bảo Điện Mani tại cung vua trời Tha Hóa Tự Tại, cùng với đại chúng Bồ Tát không còn thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ thế giới khác đến nhập hội. Những vị Bồ Tát này, tất cả trí tuệ, hành động của Bồ Tát đều tự tại, được vào chỗ trí tuệ của chư Phật Như Lai, có thể hỏi giáo hóa tất cả chúng có tất cả thế gian. Trong một niệm có thể hiện khắp những thần thông đầy đủ cả nguyện của Bồ Tát. Ở tất cả trời, tất cả kiếp, tất cả đất nước, thường tu tất cả hạnh Bồ Tát, đầy đủ phước đức trí tuệ của Bồ Tát không cùng tận. Có thể vì tất cả mà làm lợi ích, có thể đến bờ kia có tất cả trí tuệ phương tiện của Bồ Tát, có thể khiến cho chúng sinh quay lưng lại với đường sinh tử để hướng về của Niết Bàn. Các vị chẳng còn gián đoạn với tất cả hạnh của Bồ Tát. Nhờ đi vào tất cả thiền định giải thoát, tam muội của Bồ Tát, các hành động thần thông trí tuệ thể hiện tất cả. Tất cả thần túc vô tác của Bồ Tát đều được hết. Trong khoảnh khắc, các vị Bồ Tát này có thể đi đến đại hội của chư Phật ở mười phương, thăm hỏi thưa thỉnh thọ trì bánh xe Pháp, thường dùng tâm lớn để cúng dường các đức Phật, thường hay tu tập sự nghiệp theo hành động của những đại Bồ Tát. Thân Bồ Tát ấy hiện khắp vô lượng thế giới, âm thanh của các vị nghe được khắp nơi, tâm thông đạt, thấy rõ ba đời, tu tập đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát. Những đại Bồ Tát như vậy, công đức vô lượng vô biên, dù cả vô số kiếp mà nói cũng chẳng thể nói. Danh hiệu những Bồ Tát ấy là Kim Cang Tạng, Bảo Tạng, Liên Hoa Tạng, Đức Tạng, Liên Hoa Đức Tạng, Nhật Tạng, Nguyệt Tạng, Tịnh Nguyệt Tạng, chiếu nhất thiết thế gian trang nghiêm tạng, trí tuệ chiếu minh tạng, diệu đức tạng, chư đàn đức tạng, hoa đức tạng, ưu bát la hoa đức tạng, thiên đức tạng, phước đức tạng, vô ngại thanh tịnh đức tạng, trí đức tạng, công đức tạng, na la diên đức tạng, vô cấu tạng, ly cấu tạng, chủng chủng lạc thuyết trang nghiêm tạng, đại quang minh võng tạng, tịnh minh uy đức vương tạng, đại kim sơn quang minh ưu đức vương tạng, nhất thiết tướng trang nghiêm tịnh đức tạng, kim cang diệu đức tướng trang nghiêm tạng, Diêm Sĩ Tạng, Túc Phương Quang Chiếu Tạng, Hư Không Vô Ngại Diệu Âm Tạng, Đà La Ni Công Đức Trì Nhất Thiết Thế Gian Nguyện Tạng, Hải Trang Nghiêm Tạng, Tu Di Đức Tạng, Tịnh Nhất Thiết Công Đức Tạng, Như Lai Tạng, Phật Đức Tạng, Giải Thoát Nguyệt Tạng, vân vân. Những đại Bồ Tát như vậy, nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương nói. Trong đó Bồ Tát Kim Cang Tạng làm thượng tổ. Bây giờ đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nương theo thần lực của Đức Phật và tam muội Bồ Tát trí tuệ quang minh, tức thời mười phương thế giới, ở mỗi phương qua những thế giới nhiều như số vi trần của mười ức cõi Phật, có những đức Phật nhiều như số vi trần của mười ức cõi Phật đều hiện thân với danh hiệu là Kim Cang Tạng. Mười phương thế giới đều cũng như vậy, các đức Phật đồng thanh khen ngợi: hay thay, hay thay, này Kim Cang Tạng, ông có thể vào được tam muội Bồ Tát đại trí tuệ quang minh đó. Như vậy, những đức Phật nhiều như số vi trần của thế giới mười phương đều đồng một danh hiệu, gia hộ thêm cho ông uy thần như là bản nguyện lực, đại uy thần lực của Phật Lô Xá Na. Ông có đại trí tuệ muốn tuyên nói cho tất cả Bồ Tát về pháp minh của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, như là vào địa trí tuệ, bao gồm tất cả căn lành, phân biệt hoàn toàn tất cả pháp, pháp trí rộng, quyết định nói các pháp, trí không phân biệt giỏi phân biệt, tất cả pháp thế gian chẳng thể nhiễm. Căn lành thanh tịnh xuất thế gian, được trí lực chẳng thể nghĩ bàn, được cảnh giới nhân trí của nhất thiết trí, như là đúng sự thật nói về sự sai khác mười địa của Bồ Tát. Bồ Tát an trụ mười địa, phân biệt nói về pháp vô lậu, dùng đại trí tuệ quang minh phân biệt hoàn toàn để tự trang nghiêm, vào đầy đủ trí môn, theo chỗ ứng trụ mà lớp giảng nói, được ánh sáng giảng thuyết vô ngại, đầy đủ trí địa vô ngại, chẳng quên mất tâm Bồ Tát, giáo hóa thành thuộc tất cả chúng sinh giới, đến được tất cả chỗ trí quyết định. Này Kim Cang Tạng, ông phải nói sự sai biệt của pháp môn này, đó là thần lực của chư Phật. Ông có thể đủ sức nhận thần lực trí tuệ của Như Lai, từ thanh tịnh căn lành, thanh tịnh pháp giới, lợi ích chúng sinh, và pháp thân trí nhân đối với tất cả Phật được thọ ký, được thân cao lớn trong tất cả thế gian, qua tất cả đường thế gian, thanh tịnh được căn lành xuất thế gian. Ngay lúc ấy, các đức Phật mười phương cho Kim Cang Tạng thân chân thật vô thượng, cho biện tài thuyết giảng vô ngại, cho trí tuệ thanh tịnh giỏi phân biệt, cho giỏi nhớ nghĩ chẳng quên, cho tuệ giỏi quyết định, cho đến chỗ nhất thiết trí,
cho lực không hư hoại của chư Phật, cho không sợ hãi của chư Phật, cho trí vô ngại của chư Phật phân biệt các pháp, giỏi mở cửa pháp cho tất cả nghiệp thân, miệng ý, thượng diệu của chư Phật. Vì sao vậy? Vì được Bồ Tát đại trí tuệ quang minh cũng chính là bản nguyện lực của Bồ Tát, trực tâm thanh tịnh, trí tuệ minh bạch, giỏi tập hợp pháp trợ đạo, giỏi tu bản nghiệp, ghi nhớ vô lượng pháp, tin chắc chắn pháp thanh tịnh quang minh, giỏi được môn Đà La Ni chẳng thể hoại, được ấn chứng bằng ấn trí pháp giới. Bây giờ chư Phật mười phương đều đưa tay phải xoa đỉnh đầu Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bồ Tát Kim Cang Tạng liền ra khỏi tam muội, bảo các vị Bồ Tát: Này các Phật tử, nguyện của những Bồ Tát đó nhất định không có lỗi, chẳng thể hư hoại, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, che khắp tất cả chúng sinh của các thế giới Phật trong mười phương, vì cứu độ tất cả thế gian, được sự hộ trì của thần lực chư Phật. Vì sao vậy? Vì những đại Bồ Tát đã vào được trí địa của các đức Phật quá khứ, cũng vào được trí địa của các đức Phật vị lai và hiện tại. Những gì là trí địa của đại Bồ Tát? Trí địa của đại Bồ Tát có 10 thứ mà các đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đã nói, hôm nay đã nói và sẽ nói, chính là những địa đó. Ta sẽ nói đúng như vậy. Những gì là 10? 1. Hoan hỷ, 2. Ly cấu, 3. Minh, 4. Diệm, 5. Năng thắng, 6. Hiện tiền, 7. Viễn hành, 8. Bất động, 9. Thiện tuệ, 10. Pháp vân. Đó là 10 địa mà các đức Phật ba đời đã nói, đang nói và sẽ nói. Ta chẳng thấy có cõi chư Phật nào mà chẳng nói 10 địa đó. Vì sao vậy? Vì 10 địa này chính là đạo tối thượng diệu, là pháp môn sáng suốt tối thượng của Bồ Tát. Đây là phân biệt 10 địa. Này Phật tử, việc ấy chẳng thể nghĩ bàn, đó là thuận theo trí tuệ các địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói tên 10 địa của Bồ Tát xong rồi thì yên lặng không nói nữa. Bây giờ tất cả Bồ Tát nghe tên 10 địa của Bồ Tát xong đều khao khát muốn được nghe giải thích. Tất cả đều tự nghĩ, vì nhân duyên gì Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong tên của 10 địa thì yên lặng như vậy? Khi ấy trong chúng đại Bồ Tát, có vị Bồ Tát tên là Giải Thoát Nguyệt biết ý niệm của các Bồ Tát nên dùng kệ hỏi: Người chánh niệm trí tuệ, vì sao nói danh hiệu các địa của Bồ Tát rồi yên lặng chẳng giải? Nay các đại Bồ Tát đều do dự trong lòng, vì sao nói tên đó mà chẳng diện ý nghĩa? Các Bồ Tát đại trí đều muốn được lắng nghe. Như vậy nghĩa các địa nguyện phân biệt nói lên, các chúng Bồ Tát không tì vết sạch trong, an trụ không thoái chuyển, đầy đủ đức công trí, đều đem lòng cung kính chiêm ngưỡng bậc đại nhân, nguyện muốn nghe ngài nói như khát nghỉ nước ngon. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nghe nói thế, muốn làm vừa lòng chúng, dùng kệ đáp: Hành động các Bồ Tát đứng đầu khó nghĩ bàn, phân biệt 10 địa đó căn bản của chư Phật, vì diệu rất khó thấy, tâm không thể thông suốt, phát ra từ tuệ Phật, nếu nghe thì hoang mang. Giữ tâm như kim cang, tin sâu trí tuệ Phật, cho là diệu đệ nhất, lòng không có nghi nan, xa lìa tâm chấp ngã. Và hoạt động của tâm, các Bồ Tát như vậy mới có thể lắng nghe. Trí tịch diệt vô lậu, phân biệt nói rất khó, như vẽ vào hư không, như bắn làn gió thổi. Ta nghĩ trí Thế Tôn, tối thượng khó nghĩ bàn, chúng sinh ít tin được, vậy nên ta im lặng. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe xong lời nói này, liền nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Này Phật tử, chúng đại Bồ Tát này lòng thẳng trong sạch, giỏi thi hành đạo Bồ Tát, khéo huân tập pháp trợ đạo, giỏi cung kính cúng dường các đức Phật, gieo trồng nhiều căn lành ở chỗ vô lượng đức Phật, thành tựu vô lượng công đức thâm hậu, lìa khỏi ngu si nghi hoặc hối hận, không có tham lam và các kết sử, thâm tâm tinh hiểu, ở vững bất động trong pháp đó, chẳng theo lời dạy của người khác. Vậy nên, này Phật tử, ông phải nương theo thần lực Đức Phật mà diễn bày nghĩa này cho những Bồ Tát đó, làm cho họ đối với pháp sâu xa ấy đều có thể chứng biết. Khi ấy Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt muốn lặp lại nghĩa này nên nói kệ khen: Nguyện nói pháp yên ổn, hành Bồ Tát cao tột, phân biệt nơi các địa, khiến trí tuệ sạch trong, trí chúng sạch không bẩn, tinh hiểu thật chính xác, đối vô số chư Phật chứng tri nghĩa 10 địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Này Phật tử, các đại chúng đó tuy đều thanh tịnh, liệt khỏi ngu si nghi hoặc hối tiếc, ở trong pháp đó chẳng theo lời dạy người khác, nhưng số còn lại thì ưa pháp nhỏ, khi nghe sự kiện lâu sâu xa có nghĩ bàn đó,
hoặc sinh ra nghi ngờ, người đó phải chịu đựng những khổ não lâu dài. Ta thương những người này nên phải yên lặng. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại lần nữa ý nghĩa này nên nói kệ rằng: Chúng đó tuy thanh tịnh, lìa nghi ngờ trí sâu, tâm họ đã quyết định chẳng thuận theo người khác, như tu di chẳng động, chẳng loạn như biển lớn, kẻ khác tu chẳng lâu, trí tuệ chưa tỏ lường. Theo thức chẳng theo trí, nghe rồi sinh hối nghi, sẽ đọa họ sẽ đọa đường ác, ta vì thương chẳng nói. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Thưa Phật tử, xin hãy nương theo thần lực của Đức Phật khéo phân biệt pháp chẳng thể nghĩ bàn này. Nhờ sự hồi niệm của chư Phật khiến cho chúng dễ tin hiểu. Vì sao? Vì nói rõ nghĩa mười địa thì chư Phật mười phương ứng theo pháp hộ niệm. Tất cả Bồ Tát hộ trì việc đó, tinh tấn siêng làm. Vì sao vậy? Vì đó là hành động tối thượng của Bồ Tát được đến với tất cả các Phật Pháp. Ví như tất cả văn tự đều được tóm lược của chương đầu. Chương đầu là gốc, không có một chữ nào mà chẳng thuộc vào chương đầu. Này Phật tử, như mười địa ấy là căn bản của tất cả Phật Pháp. Bồ Tát tu hành đầy đủ mười địa đó thì có thể được tất cả trí tuệ. Vậy nên, này Phật tử, xin hãy nói rõ nghĩa này. Thì chư Phật sẽ hộ niệm, gia hộ thêm thần lực, khiến cho người tin nhận chẳng thể phá hoại. Khi đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt muốn ý nghĩa sáng tỏ nói kệ rằng: Hay thay người trí tuệ, đầy đủ sạch, hạnh sạch trong, xin nói hạnh mười địa, pháp vào trong mười địa. Đầy đủ cả trí tuệ, được rồi, chứng Bồ Đề. Tất cả Phật mười phương, tối thắng nhân trung tôn, đều hộ niệm ông cả. Nói nghĩa đó, nói nghĩa mười địa đó. Mười địa là căn nguyên, là hoạt động của trí, cũng là đạo rốt ráo, pháp tu của chư Phật. Ví như các văn tự đều gom ở chương đầu, trí công đức, chư Phật, mười địa là căn bản. Bây giờ các vị Bồ Tát cùng một lúc đồng thanh nói kệ thỉnh Bồ Tát Kim Cang Tạng. Người trí tuệ thường diệu, nói giỏi thật không lường, đức trọng như vua núi, từ mẫn nói mười địa, giới niệm tuệ thanh tịnh, tuyên dương nghĩa mười địa, căn bản của mười lực, bản hạnh trí không ngại, công đức giới định tuệ, đủ trong tâm của Ngài, kiêu mạn các tà kiến, đều bị diệt tận cùng. Chúng này không nghi hoặc, nguyện được nghe giảng giải, như bệnh mong thầy thuốc, như đói nghĩ ăn ngon, chúng tôi cũng như vậy, nghe vị pháp ngọt lành. Vậy xin Ngài rộng lòng mở cửa địa thứ nhất cho đến địa thứ 10, nói thứ lớp cho tôi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ tướng bạch hào giữa hai lông mày, phóng ra ánh sáng lực Bồ Tát. Có trăm ngàn A Tăng Kỳ ánh sáng làm quyến thuộc, soi khắp thế giới. Chư Phật trong mười phương, không chỗ nào là không chiếu đến. Các khổ trong ba đường ác nhờ đó mà chấm dứt. Chiếu khắp đại chúng trong hội thuyết pháp của chư Phật trong mười phương, hiển hiện năng lực chẳng nghĩ bàn của Như Lai. Ánh sáng đó soi khắp thân của các vị Bồ Tát trong đại hội của chư Phật mười phương, rồi thì tụ ở trên giữa hư không, thành đài mây ánh sáng lớn. Các Đức Phật mười phương cũng là như vậy, từ tướng bạch hào giữa hai lông mày đều phóng ra ánh sáng lực Bồ Tát, có trăm ngàn A Tăng Kỳ ánh sáng làm quyến thuộc, hiển hiện thần lực chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Chiếu soi hết tất cả đại hội của chư Phật và tất cả đại chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, cùng Bồ Tát Kim Cang Tạng và Tòa Sư Tử. Chiếu xong ánh sáng tụ ở trên giữa hư không thành đài mây ánh sáng lớn. Khi đó, trong những đài mây ánh sáng lớn, nhờ thần lực của chư Phật nói kệ khen rằng: Chư Phật không ai bằng, công đức như hư không, mười lực không sợ hãi, tối tôn trên thế gian. Ở trước Phật Thích Ca, thần lực này hiện lên, do Phật lực hiện bày, Tạng Pháp Vương vô úy, nói tu hành các địa nghĩa không đồng, nhờ thần lực chư Phật không ai phá hoại được. Nếu người nghe Pháp bảo, thì chư Phật hộ trì, dần dần đủ các địa đã được thành Phật Đạo. Nếu người nào chịu nghe, tuy tại biển mênh mông và trong lửa kiếp tận nhất định được nghe kinh, nếu người si nghi ngờ chẳng bao giờ được nghe. Vậy nên nay Phật tử nói đạo trí các địa, nhờ thế lực quán pháp, thứ lớp mà tu hành được đến với địa khác đều được lợi ích hơn, lợi tất cả thế gian, nguyện nói chớ gián đoạn. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng quan sát mười phương, muốn khiến cho đại chúng tăng thêm kính tin nói kệ thêm. Đạo thánh của chư Phật rất khó hiểu vi diệu, chẳng đắc do suy nghĩ, do người trí thực hành.
Tánh ấy từ xưa nay, tịch nhiên không sinh diệt, không từ gốc đến nay, diệt trừ các khổ não, xa lìa các cảnh giới, đồng với tướng Niết Bàn. Không giữa, không sau cùng, ngôn ngữ chẳng nói được, vượt qua cả ba đời, tướng ấy như hư không. Tu hành của chư Phật rất tịch diệt sạch trong, lời nói khó nói được. Sự tu hành cũng vậy, bằng lời nói còn khó, huống gì dạy cho người. Trí tuệ của chư Phật ngoài suy nghĩ của tâm chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng có ấm giới nhập, chỉ dùng trí biết thông, chẳng phải thức biết được, khó biết vết hư không, sao chỉ được tướng ấy. Nghĩa mười địa như vậy, tâm ý chẳng nghĩ được, việc đó tuy là khó, phát nguyện làm từ bi, dần dần đủ các địa, vi diệu rất khó thấy, dùng tâm chẳng biết thông, phải nhờ Phật lực nói. Các ông phải cùng chung một lòng nghe cung kính, đã thuận theo trí tuệ đi vào tướng các địa, cả ức kiếp không lường, nói ra chẳng thể tận. Nay chân thật lược nói trọn vẹn về nghĩa ấy, một lòng cung kính đợi, nương nhờ Phật lực nói, lớn tiếng sướng luận bàn, danh nghĩa chẳng trái nhau. Thần lực Phật không lường, nay thân ta đều nói, những điều ta nói đó như giọt nước biển khơi. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói kệ này rồi, bảo với đại chúng: Này các Phật tử, nếu chúng sinh huân tập đầy căn lành, tu tập các hạnh thiện, giỏi tập hợp pháp trợ đạo, cúng dường các đức Phật, tu tập các pháp bạch tịnh, thì được sự hộ trì của thiện tri thức, vào được tâm sâu rộng, tin ưa đại pháp, lòng luôn hướng về đại bi, thích cầu trí tuệ của chư Phật. Chúng sinh như vậy thì mới có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, được nhất thiết chủng trí, được mười lực, được không lo sợ, được đầy đủ Phật pháp, cứu độ tất cả thế gian. Tịnh tâm đại từ bi hướng về mười phương bằng trí hoàn toàn vô ngại, là tịnh tất cả các nước Phật, là ở trong một niệm biết sự việc ba đời, lại tự tại chuyển bánh xe đại pháp, hiển thị rộng lớn tầng lực của Đức Phật. Đại Bồ Tát nên sinh tâm như vậy. Này các Phật tử, tâm đó lấy đại bi làm đầu, trí tuệ tăng lên, làm phương tiện giúp đỡ, trực tâm và thâm tâm hoàn hảo, lượng đồng với Phật lực, quyết định trọn vẹn chúng sinh lực và Phật lực, hướng đến trí vô ngại, thuận theo trí tự nhiên, có thể nhận lấy tất cả Phật pháp, dùng trí tuệ giáo hóa rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không đến tận đời vị lai. Bồ Tát phát tâm như vậy, tức thời vượt qua khỏi địa phàm phu, nhập vào quả vị Bồ Tát, sinh ra trong nhà của Đức Phật, dòng họ tôn quý, không thể chê trách hiềm nghi, vượt qua tất cả đạo thế gian và đạo xuất thế gian, ở trong pháp Bồ Tát, thuộc hàng những Bồ Tát, bình đẳng vào trong chủng tánh Như Lai ba đời, nhất định rốt ráo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát trụ ở pháp như vậy thì gọi là trụ ở địa hoan hỷ, bằng pháp bất động. Này các Phật tử, Đại Bồ Tát trụ ở địa hoan hỷ thì nhiều hoan hỷ, nhiều chánh tín, nhiều thanh tịnh, nhiều vui mừng, nhiều nhu hòa, nhiều chịu đựng, chẳng ưa đấu tranh, chẳng ưa não loạn chúng sinh, chẳng ưa sân hận. Này các Phật tử, các Bồ Tát trụ ở địa hoan hỷ đó, do niệm các Đức Phật nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các Đại Bồ Tát nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các hạnh Bồ Tát nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các tướng thanh tịnh Ba La Mật nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các Bồ Tát cùng chúng thù thắng nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các năng lực của Bồ Tát chẳng thể hư hoại nên sinh tâm hoan hỷ, niệm các pháp giáo hóa của Như Lai nên sinh tâm hoan hỷ, niệm có thể vì lợi ích của chúng sinh nên sinh tâm hoan hỷ, niệm sự đi vào các môn trí tuệ phương tiện của tất cả Đức Phật, tất cả vị Bồ Tát nên sinh tâm hoan hỷ. Bồ Tát ấy phát khởi ý nghĩa, ta chuyển đổi cảnh giới tất cả thế gian nên sinh hoan hỷ, vào trong bình đẳng của tất cả Phật nên sinh lòng hoan hỷ, xa lìa phàm phu nên sinh lòng hoan hỷ, gần địa vị trí tuệ nên sinh lòng hoan hỷ, đoạn trừ tất cả đường ác nên sinh lòng hoan hỷ, cho tất cả chúng sinh làm chỗ nương nhờ nên sinh lòng hoan hỷ, thân cận nhìn thấy tất cả các đức Phật nên sinh lòng hoan hỷ, sinh vào cảnh giới các đức Phật nên sinh lòng hoan hỷ, vào tất cả hàng Bồ Tát nên sinh lòng hoan hỷ, lìa tất cả khủng bố nên sinh lòng hoan hỷ. Vì sao? Vì Bồ Tát đó được địa hoan hỷ thì sợ hãi đều không còn. Những sợ hãi ấy là sợ không sống được, sợ tên xấu, sợ chết, sợ đọa đường ác, sợ uy đức của đại chúng. Lìa tất cả những sợ như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát đó không còn tướng ngã, thân còn chẳng ham, huống là vật dụng. Vậy nên, Bồ Tát không có nỗi sợ không sống được, lòng chẳng hy vọng cung kính cúng dường rằng ta đáng được chúng sinh cúng dường, cung cấp các điều cần thiết.
Vậy nên Bồ Tát không có sở danh ác, xa lìa ngã kiến, không có ngã tướng nên không có sự sợ chết. Bồ Tát lại sinh ý nghĩ, ta nếu chết rồi, được sinh ra ác, được thấy chư Phật và Bồ Tát, vậy nên không có nỗi sợ đọa đường ác. Chí muốn của ta không ai bằng, huống gì có ai hơn, vậy nên không có nỗi sợ uy đức đại chúng. Như vậy Bồ Tát mãi mãi lìa khỏi tất cả những sự khủng bố. Này các Phật tử, Bồ Tát đó lấy đại bi làm đầu, đối với tất cả chúng sinh, lòng không hiềm hận, lòng chánh trực kiên cố, tự nhiên thanh tịnh là còn siêng tu tất cả căn lành. Đó là lòng tin tăng lên, tu hành nhiều tịnh tâm, tâm xác định thanh tịnh, bằng nhiều lòng tin phân biệt sinh ra đại bi, thành tựu đại từ, chẳng mệt mỏi lười biếng. Dùng tam quý trang nghiêm, thành tựu nhẫn nhục nhu hòa, kính thuận giáo pháp của chư Phật, tin tưởng tôn trọng tiện tri thức, ngày đêm thường tu tất cả căn lành, thường ưa thích pháp, cầu đa văn không chán, đúng theo chánh pháp đã nghe, chánh niệm quan sát, lòng chẳng tham trước, chẳng cầu danh tiếng tốt, chẳng cầu tư lợi, thường phát sinh lòng báu không biết chán, ưa nhất thiết trí, muốn được lực không sợ pháp bất cộng của chư Phật, cầu trợ các pháp ba la mật, lìa khỏi các dối trá, làm đúng như lời nói, thường nói lời thật, chẳng làm bẩn nhà của chư Phật, chẳng bỏ giới Bồ Tát, sinh ra nhất thiết chủng trí, lòng chẳng động như núi Chúa, chẳng ưa việc thế gian, thành tựu căn lành suốt thế gian, tập hợp pháp Bồ Đề không biết chán, thường cầu đạo thắng nhất trong các thắng. Bồ Tát thành tựu pháp tịnh địa như vậy thì gọi là an trụ địa hoan hỷ. Bồ Tát an trụ địa hoan hỷ như vậy thì phát các đại nguyện, sinh ra định tâm như vậy, ta sẽ dùng âm thanh tịnh cúng dường tất cả các đức thế tôn, tất cả đồ cúng tùy theo ý cúng dường. Phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, đến tận cùng đời vị lai, cúng dường hết chư Phật trong tất cả kiếp, dùng đầy đủ đại bi cúng dường, không có ngưng nghỉ. Lại nữa, kinh pháp mà tất cả chư Phật đã nói, ta đều thọ trì hết, giữ lấy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của tất cả chư Phật, đều thuận theo hết giáo pháp hóa, theo pháp giáo hóa của tất cả chư Phật, đều có thể giữ gìn hết tất cả những Phật pháp. Phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận như hư không, đến tận đời vị lai đều giữ gìn hết tất cả Phật pháp trong tất cả kiếp, không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả chư Phật trong tất cả thế giới, từ trời đâu xuất xuống và ở trong thai sinh ra xuất gia, khi thành Phật đạo, được khuyến thỉnh chuyển bánh xe pháp lớn, rồi thị hiện vào đại niết bàn. Lúc ấy ta đến tận nơi cúng dường, lấy pháp làm đầu, chuyển cả ba đời, phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận như hư không, đến tận cùng đời vị lai, đến hết tất cả kiếp, phụng nghinh cúng dường tất cả các đức Phật không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả sự tu hành của Bồ Tát rộng lớn không lường, chẳng thể hoại, không có không phân biệt, bao gồm các ba la mật, sự thanh tịnh các địa, sinh ra các pháp trợ đạo, tướng chung, tướng riêng, tướng có, tướng không, tướng thành, tướng có thành có hoại. Tất cả sự tu hành của Bồ Tát, các đạo quả và bổn hạnh của các ba la mật giáo hóa tất cả khiến cho họ nhận lấy tu hành, lòng được tăng trưởng. Phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận như hư không, đến tận cùng vị lai trong hết tất cả kiếp. Sự tu hành của Bồ Tát dùng những pháp giáo hóa thành thục chúng sinh không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả chúng sinh hoặc có sắc hoặc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bị ba cõi ràng buộc vào với sáu đường, tất cả nơi sinh bị danh sắc giữ lấy, Bồ Tát giáo hóa cho họ thành thục, đoạn dứt tất cả đường thế gian, khiến cho vào Phật pháp, có tất cả trí tuệ, không sợ ai cả. Phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận hư không, đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp, giáo hóa tất cả chúng sinh không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả thế giới rộng, hẹp và trung bình, với vô lượng chẳng thể phân biệt, chẳng thể hoại, chẳng thể động, chẳng thể nói to, nhỏ, đứng ngay thẳng, đứng nghiêng ngả, bằng phẳng, vuông tròn, vân vân. Theo các vị trí thế giới như vậy, như lưới Nhân Đà La sai biệt, thế giới mười phương sai biệt như vậy, Bồ Tát đều biết hết như hiện tại. Phát nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận như không, đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp, những thế giới như vậy, Bồ Tát đều biết hết như hiện tại, không ngừng nghỉ. Lại nữa, tất cả cõi Phật và một cõi Phật,
một cõi Phật và tất cả cõi Phật. Mỗi một cõi Phật trang nghiêm không lường, lìa những cấu bẩn, đầy đủ trí tuệ thanh tịnh. Chúng sinh đều đầy ở trong ấy, thường có sức đại thần thông của chư Phật theo lòng chúng sinh mà thể hiện. Phát nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng tận như hư không. Đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp làm thanh tịnh, đất nước như vậy không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả Bồ Tát đồng tâm đồng hợp, gom chung các căn, không có oán thù, đồng một cảnh giới, tâm bình đẳng hòa hợp, thường chẳng lìa nhau. Theo đối tượng ấy có thể phân biệt, từ ở trong lòng đều có thể biết rõ cảnh giới chư Phật và thần thông trí lực, thường được thần thông tùy ý, có thể du hành hết tất cả đất nước, đến tất cả Phật hội đều hiện thân tướng, tất cả chỗ sinh đều sinh vào trong ấy. Đại trí tuệ chẳng có thể nghĩ bàn như vậy, đầy đủ hạnh Bồ Tát, phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng khắp như hư không, đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp hành đạo đại trí tuệ như vậy, không có ngưng nghỉ. Lại nữa, cõi bánh xe không thoái lui, hành đạo Bồ Tát, hành động của nghiệp thân miệng ý, chẳng vô ích. Chúng sinh thấy được liền đạt được Phật Pháp, nghe âm thanh ta thì được trí tuệ chân thật, thấy ta thì lòng liền hoan hỷ, liệt các phiền não như vua cây thuốc và được hành đạo Bồ Tát như vậy, phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như pháp giới, cùng khắp như hư không, đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp hành đạo, chẳng thoái lui, hành động chẳng vô ích, không có ngưng nghỉ. Lại nữa, tất cả thế giới đều chứng đắc được vô thượng Bồ Đề. Ở đầu một sợi lông thì hiện vào thai xuất gia, ngồi đạo tràng, thành Phật đạo chuyển Pháp Luân, độ chúng sinh, thì hiện đại Niết Bàn. Hiện những thần thông trí lực của Như Lai, theo căn cơ của tất cả chúng sinh mà hóa độ. Ở trong từng niệm được Phật đạo, biết tất cả Pháp thật tướng của Niết Bàn. Dùng một âm thanh khiến cho tất cả chúng sinh đều phát sinh hoan hỷ, thì hiện đại Niết Bàn mà chẳng gián đoạn sự tu hành của Bồ Tát. Chỉ dạy cho chúng sinh địa vị đại trí, khiến cho họ biết tất cả Pháp đều là giả ngụy. Dùng đại trí tuệ thần thông tự tại sinh ra biến hóa tràn đầy Pháp giới, phát đại nguyện như vậy, rộng lớn như Pháp giới, cùng khắp như hư không, đến tận cùng đời vị lai, hết tất cả kiếp được việc Phật đạo, câu đại trí tuệ đại thần thông. Không có ngưng nghỉ, này các Phật tử, Bồ Tát trụ ở địa hoan hỷ, dùng 10 nguyện làm đầu, sinh ra trăm vạn A Tăng Kỳ đại nguyện như vậy, do 10 pháp không thể cùng tận mà phát sinh nguyện đó. Vì để mãn nguyện này nên siêng tu hành tinh tấn. Những gì là 10 pháp không thể cùng tận? Một, chúng sinh không thể cùng tận. Hai, thế giới không thể cùng tận. Ba, hư không không thể cùng tận. Bốn, pháp giới không thể cùng tận. Năm, niết bàn không thể cùng tận. Sáu, Phật ra đời không thể cùng tận. 7. Trí tuệ chư Phật không thể cùng tận. 8. Tâm sở duyên không thể cùng tận. 9. Trí khởi trí không thể cùng tận. 10. Thế gian chuyển, pháp chuyển, trí chuyển không thể cùng tận. Nếu chúng sinh tận nguyện, ta mới tận. Nếu thế giới hư không, pháp giới niết bàn, Phật ra đời, trí tuệ chư Phật, đối tượng của tâm khởi trí, các chuyển tận thì nguyện ta mới tận. Nhưng chúng sinh thật chẳng thể tận thế giới hư không, pháp giới niết bàn, Phật ra đời, trí tuệ chư Phật, đối tượng của tâm khởi trí, các chuyển thật chẳng thể tận, nên các nguyện căn lành của ta cũng chẳng thể cùng tận. Này các Phật tử, Bồ Tát quyết định phát đại nguyện như vậy thì được tâm an ổn, tâm nhu hòa, tâm điều thuận, tâm chẳng sân nhuế, tâm chẳng bẩn, tâm chẳng phóng dật, tâm tịch diệt, tâm thẳng, tâm điều thuận, tâm chẳng sân nhuế, tâm chẳng bẩn. Như vậy thì thành người tin, ưa dùng sự tin tưởng để phân biệt công đức, tin sự hành đạo đời trước của chư Phật, được tin thực hành các ba la mật thì được tăng trưởng, tin vào hoàn toàn các địa được công đức thù thắng, tin được thành 10 lực của Phật, tin đầy đủ 4 pháp không sợ, tin pháp bất cộng chẳng thể hoại, tin pháp chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, tin thần lực tự tại của chư Phật vô lượng vô biên, tin vô lượng hạnh môn của các đức Như Lai, tin từ nhân duyên đến thành quả báo. Nói tóm lại, tin khắp các hạnh của các Bồ Tát, trí tuệ công đức và uy thần lực của chư Phật. Này các Phật tử, Bồ Tát phát sinh ý niệm này, chánh pháp của chư Phật sâu xa như vậy, ly tướng như vậy, tịch diệt như vậy, rỗng không như vậy, vô tướng như vậy, vô tác như vậy, ô nhiễm như vậy, vô lượng như vậy, rộng lớn như vậy, khó hoại như vậy. Mà các phàm phu thì lòng rơi vào tà kiến, vô minh suy tối, che mất trí tuệ của chúng, thường dựng lên cờ kiêu mạn,
rơi vào lưới khác ái, thuận theo dối trá, thường ôm lòng ganh ghét mà tạo ra nhân duyên theo chỗ sinh ra thân cho đời sau. Chúng huân tập nhiều tham dục, sân hận, ngu si, sinh ra những nghiệp ác, gió mạnh, thù hận, tội lửa, tâm tội, khiến cho thường cháy rực lên. Có làm việc thì cũng đều tương ưng với điên đảo, với dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, nối tiếp nhau khởi lên những tâm ý thức gieo trồng ở đất ba cõi, sinh ra mầm cây khổ não, đó là danh sắc. Danh sắc hòa hợp tăng trưởng lục nhập, căn trần đối nhau, sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, ham thích thọ nên sinh ra ái, ái tăng trưởng nên sinh thủ, thủ làm nhân duyên nên lại sinh ra hữu cho đời sau. Có nhân duyên nên có sinh già chết, ưu bi khổ não. Như vậy nhân duyên huân tập các nhóm khổ, thọ các khổ báo. Trong đó không ngã, không ngã sở, không tác giả, không người nhận, không người biết. Như cỏ cây ngói đá, là như hình ảnh, như tiếng vang. Kẻ phàm phu đáng thương chẳng giác ngộ nên chịu khổ. Ở đây Bồ Tát thấy những chúng sinh chẳng thoát khỏi các khổ liền sinh ra trí tuệ đại bi. Những chúng sinh đó ta nên cứu độ, khiến cho họ được an vui của Phật Đạo rốt cùng. Bồ Tát liền sinh ra trí tuệ đại bi, đại từ. Đại Bồ Tát thuận theo pháp đại từ bi như vậy, dùng tâm thâm diệt trụ ở địa thứ nhất. Đối với tất cả Phật học làm theo đại trí, tức thời có thể thấy hết các sở hữu. Đối với vàng bạc, ngọc, mani, sa cừ, mã não, lưu ly, san hô, hổ phách, kha bối, trân bảo, anh lạc, đồ trang nghiêm, thân và voi ngựa xe cộ, nhân dân, nô tỳ, đất nước, thành ấp, vườn rừng, dạo xem, thê thiếp, con trai, con gái, vân vân. Tất cả vật yêu mến đều đem cho hết. Đối với đầu mắt, tai mũi, chi tiết tay chân, vì rất trọng nên Bồ Tát Phật chẳng tham tiếc. Đại Bồ Tát trụ ở sơ địa có thể thi hành bố thí lớn. Bồ Tát đó dùng tâm đại bi cứu tất cả chúng sinh, siêng cầu việc lợi ích cho thế gian mà lòng không mệt mỏi lười biếng. Vậy nên Bồ Tát sinh ra công đức không mệt mỏi. Đối với kinh điển có thể tự hiểu rõ, vậy nên Bồ Tát sinh ra công đức biết kinh điển. Được trí tuệ biết kinh điển như vậy thì có thể giỏi trù lượng việc nên làm, việc chẳng nên làm. Đối với chúng sinh thượng trung hạ thì Bồ Tát tùy nghi làm lợi ích cho họ. Vậy nên Bồ Tát thường sinh ra công đức trí thế gian. Được công đức trí thế gian thì biết thời, biết lượng, tam quý trang nghiêm, tu tập đạo tự lợi và lợi ích và lợi người khác. Vậy nên Bồ Tát sinh ra công đức tam quý. Công đức như vậy tinh tấn tu hành, lòng chẳng giải đãi, lòng chẳng giải thoát, giải đãi thoái chuyển thì đó là công đức tinh tấn chẳng thoái, tức là được sức chịu đựng. Được sức chịu đựng ấy rồi, Bồ Tát siêng cúng dường tất cả các đức Phật theo lời nói của Đức Phật, tu hành đúng theo lời nói. Này các Phật tử, Bồ Tát đó đều biết sinh khởi như vậy, chính là pháp tịnh địa. Những điều đó gọi là tính từ bi thí, không có mệt mỏi, biết các kinh điển, giỏi giải pháp thế gian, tam quý chịu đựng, cúng dường các đức Phật, làm đúng như lời nói. Lại nữa, Bồ Tát đó trụ ở địa hoan hỷ, nếu ít thấy chư Phật thì dùng sức chú nguyện nên thấy khắp hàng trăm vạn ức na do tha các đức Phật Thế Tôn, lòng rất vui mừng, thân tâm yêu kính, đem những đồ vừa ý tối thượng cúng dường các đức Phật và tất cả chúng tăng. Rồi Bồ Tát đem phước đức này mà hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát đó nhân cúng dường các đức Phật nên phát sinh giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát phần nhiều dùng hai pháp nhiếp để giúp đỡ chúng sinh, đó là bố thí và ái ngữ. Hai nhiếp pháp sau, đối với điều chưa thông đạt giỏi thì dùng sức tính giải tu hành. Sự cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh của Bồ Tát thì đều có thể nhận lấy thực hành các pháp tịnh địa. Những công đức như vậy đều hồi hướng nhất thiết chủng trí, càng thêm sáng tỏ thì có thể dùng được. Ví như thợ vàng luyện vàng theo sắc, sơ theo sức lửa, điều hòa thích lửa thích hợp thì tăng thêm sắc sáng. Như vậy Bồ Tát cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, thực hành pháp tịnh địa, những công đức này đều hồi hướng nhất thiết chủng trí, càng thêm sáng tỏ, sử dụng tùy ý. Này các Phật tử, Đại Bồ Tát đó ở trong địa thứ nhất tu hành quả tướng mạo từ chỗ Phật Bồ Tát và thiện trí thức hỏi han nghe nhớ pháp để thành tựu không chán bỏ. Bồ Tát đó trụ ở địa thứ nhất và ở chỗ chư Phật Bồ Tát và thiện trí thức hỏi nghe nhớ tu hành tướng quả mạo trong địa thứ hai không có nhàm chán.
Như vậy, hành quả tướng mạo trong địa thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là từ chỗ chư Phật, Bồ Tát và Thiện Tri Thức hỏi han nghe nhớ mà thành tựu Pháp mười địa, không nhàm chán. Bồ Tát đó giỏi biết Pháp đối trị của các địa, giỏi biết sự thành hoại của các địa, giỏi biết quả của các địa, giỏi biết phân biệt được các địa, giỏi biết hạnh thanh tịnh của các địa, giỏi biết thi hành từ một địa đến một địa của các địa, giỏi biết chỗ đúng và chỗ sai của các địa, giỏi biết sự đổi chỗ của các địa, giỏi biết nghiệp tán tiến của các địa, giỏi biết các địa được không thoái chuyển, cho đến giỏi biết pháp tịnh địa của tất cả Bồ Tát vào trí địa của Như Lai. Này các Phật tử, như vậy Bồ Tát giỏi biết sự tu hành của các địa, từ chưa phát địa thứ nhất cho đến biết được địa thứ 10, không có chướng ngại. Bồ Tát được ánh sáng trí tuệ của các địa, cho đến biết được ánh sáng của chư Phật. Như vị chủ buôn lớn đem nhiều người buôn, muốn đến ngôi thành lớn thì trước hỏi đường đi, lầm lỗi khi lui về, lợi hại ở đường đi, từ chỗ chưa xuất phát đó. Biết nghỉ đêm trên đường cho đến giỏi biết việc đến ngôi thành đó, có thể dùng trí tuệ suy nghĩ trù lượng đủ các đồ đạc để dùng, khiến cho không có thiếu tốn, dẫn mọi người đi đúng đường, đến được ngôi thành lớn. Trong con đường nguy hiểm thì khỏi các hoạn nạn, bản thân chủ buôn và mọi người đều không ưu buồn. Đại Bồ Tát cũng vậy, trụ nơi địa thứ nhất mà giỏi biết pháp đối trị các địa, cho đến giỏi biết tất cả pháp tịnh địa của Bồ Tát để vào trí địa của Như Lai. Lúc bấy giờ, Bồ Tát tập hợp của cải đại phước đức trí tuệ làm chủ buôn cho chúng sinh, tùy nghi giáo hóa khiến cho họ vượt khỏi sinh tử nơi ác nạn hiểm, bày được con đường yên ổn, cho đến khiến cho họ trụ ở thành lớn nhất thiết chủng trí, không có các não. Vậy nên Bồ Tát thường lòng chẳng mệt mỏi, xuyên thấu bản hạnh các địa, cho đến giỏi vào trí địa của Như Lai. Này các Phật tử, đó gọi là nói lược về việc Bồ Tát vào địa hoan hỷ. Còn nói rộng thì có vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ sơ việt. Bồ Tát trụ địa hoan hỷ thì đa phần làm vua cõi Diêm Phù Đề, giàu sang quyền lực, thường ủng hộ chánh pháp, có thể dùng đại thí bảo hộ cho chúng sinh, tiêu trừ hoàn toàn những cớ bẩn keo kiệt tham lam của chúng sinh, thực hành bố thí lớn mà không cùng tận, làm những thiện nghiệp như bố thí, ái ngữ, lời hành, động sự. Những phước đức đó đều chẳng rời khỏi niệm Phật, chẳng rời khỏi niệm Pháp, chẳng rời khỏi niệm các đồng sự, chẳng rời khỏi niệm hành đạo Bồ Tát, chẳng rời khỏi niệm những ba la mật, chẳng rời khỏi mười địa, chẳng rời khỏi niệm các lực, không sợ pháp bất cộng, vân vân, cho đến chẳng rời khỏi niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thường sinh ý nghĩ, ở giữa tất cả chúng sinh, ta sẽ làm đứng đầu, làm hơn, làm lớn, làm diệu, làm trên, làm không gì trên, làm dẫn đường, làm tướng, làm soái, làm tôn trưởng, vân vân, cho đến ở trong tất cả chúng sinh, ta làm người y chỉ. Này các Phật tử, nếu Bồ Tát đó muốn bỏ nhà, cần hành tinh tấn ở trong Phật Pháp, thì liền có thể bỏ nhà, vợ con, năm dục, được xuất ra gia rồi. Bồ Tát cần hành tinh tấn thì trong chốc lát được 500 tam muội, được thấy trăm Đức Phật, biết thần lực của trăm Đức Phật, có thể lay động trong thế giới Phật, có thể bay qua trong thế giới Phật, có thể sống lâu trăm kiếp, cho đến biết việc đời quá khứ, đời vị lai nhiều đều trăm kiếp, có thể giỏi vào cả trăm pháp môn, có thể biến một thân làm một trăm, ở mỗi một thân có thể thể hiện hàng trăm Bồ Tát để làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thì hơn số này, trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp chẳng thể kể biết được. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn làm sáng nghĩa này, nên một lần nữa nói kệ khen rằng, nếu có những chúng sinh tu tập nhiều căn lành, thành tựu pháp thanh bạch, thân cận các Thế Tôn, sức tình ưa thanh tịnh, thuận theo tâm từ bi, người như vậy hay phát trí tuệ Phật không lường, nhất thiết trí chư Phật, vô lượng lực sạch trong, sức nhận lãnh bền chắc, thành tựu pháp Thế Tôn, lòng bi cứu thế gian, tịnh tu các nước Phật, diễn bày chuyển pháp luân, phát nguyện vô thượng ấy, một niệm thông ba đời mà không có khác biệt, hiện chủng loại sai biệt là để dạy thế gian, lược nói vì cầu hết công đức các Thế Tôn, phát ra lòng rộng lớn giống như cõi hư không, bi trí tuệ đứng đầu, phương tiện hợp tu hành, tâm chánh trực tận cùng, lực ấy không có lường, tâm hướng không chướng ngại,
chẳng theo lời người khác, đồng chư Phật bình đẳng mà sinh tâm vĩ đại. Các Phật tử phát sinh tấm đồng báu như vậy, lìa khỏi phàm phu địa vào chỗ hành của Phật, liền sinh nhà Đức Phật chẳng còn gì hồ nghi, tất đồng như chư Phật, đạo vô thượng ác thành. Khi sinh tâm như vậy được ngay sơ địa liền, lòng ấy chẳng hề động, giống như núi chúa lớn, Bồ Tát đó liền có tướng đại hỷ hiện lên. Lòng ấy thường thanh tịnh, việc lớn đủ sức làm, lòng chẳng ưa tranh đấu, chẳng gây phiền chúng sinh, không có lòng sân hận, ưa cung kính tam quý, lại tu hành lòng thẳng, giữ gìn các căn mình, thường nghĩ cứu Thế Tôn, niệm cầu trí Thế Tôn, lòng sinh ra hoan hỷ, thì khởi năm khủng bố, khó sống chết tên xấu, cõi ác uy của chúng. Do chẳng tham trước ngã và cùng các ngã sở, những người Phật tử đó sẽ liền những sợ hãi, thường hành tâm từ bi, hàng tinh, hàng có tinh cùng kính, đức tam quý hoàn toàn, ngày đêm thêm pháp thiện, ưa công đức chân thật, chẳng thích theo các dục, như có pháp được nghe, thường hay suy nghĩ rõ, không tham trước về thân, bỏ các tâm lợi dưỡng, vui giới bồ đề luôn, một lòng cầu Phật trí, tu hành ba la mật, lìa khỏi lòng chối nịnh, theo lời nói thực hành, luôn nói lời chân thật, chẳng bẩn nhà chư Phật, chẳng bỏ học Bồ Tát, liền mong việc thế gian, ưa ra khỏi cõi thế, không chán cầu pháp lành, tinh tấn càng thêm tăng. Những Bồ Tát như vậy thích ham các công đức mà phát khởi đại nguyện, cầu muốn thấy Thế Tôn, giữ pháp đến chỗ Phật, hành diệu hạnh Bồ Tát, giáo hóa khắp chúng sinh, tịnh tất cả cõi Phật. Trong đức Phật của ta là những đại Bồ Tát, những Bồ Tát đồng tâm, thấy nghe chẳng vô ích. Trong tất cả vi trần, chư Phật thành Phật đạo, phát vô lượng vô biên những thệ nguyện như vậy, nguyện đó không tận cùng, như hư không chúng sinh, pháp giới và niết bàn, chư Phật phát ra tuệ, tâm duyên khởi theo trí, nguyện ta trụ như vậy, nguyện như vậy khởi lên, tâm vô nhuyễn điều thuận, hay tinh công đức Phật, mà quán đến chúng đến sinh chúng, biết khởi từ nhân duyên, từ lòng từ bi sinh, đối với chúng sinh khổ, ta sẽ cứu độ liền. Ta vì chúng sinh đó, hành đủ loại bố thí, như đất nước giàu đẹp, tất cả những châu báu, voi ngựa và xe cộ, quyến thuộc và nhân dân, đầu, mắt và tay chân, da thịt thí không tiếc, cầu đủ thứ sách kinh, lòng không có mệt mỏi, ý nghĩa ấy giải rõ, hay theo đời mà hành. Sức tầm quý nhận lãnh, khiến tăng trưởng dần dần, hay đem lòng cung kính, cúng dường Phật không lường, suốt ngày đêm người trí, thường như vậy tu hành, căn lành chuyển sáng tịnh, giống như vàng luyện thành, Bồ Tát trụ địa đó, mười trụ hay biết rõ, khi tuần tự tu hành không có những chướng ngại. Ví như chủ khách buôn, những thương nhân muốn lợi, trước khỏi việc gian nan, nguy hiểm trên dặm đường, Bồ Tát trụ sơ địa, giỏi biết hành các địa, mà không có ngại ngăn, có thể đến Phật địa, trụ trong sơ địa đó, thường làm vua Diêm Phù, giỏi biết đến các pháp, thường hành tâm từ bi, như pháp mà hóa tạo. Tất cả đều kính tinh, khuyên tu hành bố thí để cầu trí Thế Tôn. Bồ Tát nếu bỏ nước xuất gia trong pháp Phật, xin tu hành tinh tấn, liền được trầm tam muội, thấy được trầm Thế Tôn, chấn động trong đất nước, trong nước chiếu quang minh, bay đi vào, bay đi cũng như vậy, dạy trăm cõi chúng sinh, vào với trăm cửa pháp, việc trăm kiếp nghĩ thông, thể hiện ra trăm thân, hay dùng trăm Bồ Tát mà thể hiện quyến thuộc bằng quyền lực vị ấy, thì hơn số đó nữa. Này sáng nghĩa sơ địa, chỉ được giải nói lên, nếu muốn nói rộng rãi thì ức kiếp chẳng cùng. Bồ Tát địa thứ nhất, tên gọi là hoan hỷ, lợi ích cho chúng sinh, nay đã phân biệt xong. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 23 hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.